Ngày 17 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự và hướng dẫn xử lý khi xảy ra vụ việc mất cắp vật tư thiết bị ngành điện. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đồng Nai, năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, tại Đồng Nai xảy ra 31 vụ trộm cắp vật tư thiết bị lưới điện. Do hệ thống lưới điện nằm trên địa bàn rộng lớn, đi qua nhiều khu vực đồi núi, khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, nên ngành chức năng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ an toàn cho lưới điện và thiết bị trên đường dây. Công tác bảo vệ vật tư thiết bị lưới điện có tầm quan trọng rất lớn để đảm bảo an ninh năng lượng, do đó cần sự hỗ trợ giúp đỡ đặc biệt của lực lượng công an trong việc điều tra, xử lý, tìm ra các đối tượng trộm cắp cũng như hỗ trợ ngành điện trong vấn đề bảo vệ vật tư thiết bị lưới điện. Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với bảo vệ tài sản ngành điện có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, an toàn tài sản ngành điện, qua đó góp phần cung cấp điện ổn định liên tục, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng và sinh hoạt của người dân. Công ty Điện lực Đồng Nai hiện đang quản lý hơn 600 km đường dây 110 kV với 39 trạm biến áp và gần 14.000 đường dây trung hạ thế.